Cái này nè mấy bạn là cái tổ ong mà nó còn cái con ở trong luôn ha. Nó giống như nó già rồi mấy bạn. Đó. Nó hấp lên, đây người ta hấp lên rồi mấy bạn. Nào. Người ta hấp lên. Đây là cảnh sát Thái Lan mấy bạn. Hello, chào buổi sáng các bạn. Sáng hôm nay là ngày thứ ba mình ở Chiang Mai mấy bạn. Thì sáng hôm nay là kế hoạch của tụi mình sẽ là đi ăn sáng ha. Sau đó là tụi mình sẽ đi tới tỉnh Chiang Rai. Thì trên đường tới tỉnh Chiang Rai thì tụi mình sẽ ghé một cái ngôi làng cổ cách thành phố Chiang Mai khoảng 1 tiếng lái xe mấy bạn ha. Thì ở đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem là cái ngôi làng cổ đó nó sẽ có những gì. Trước tiên là bây giờ mình sẽ quay cái điểm ăn sáng của tụi mình cho mấy bạn xem. Rồi, mời các bạn theo tụi mình nha. Đây, trên đường đi tới cái làng đó mình sẽ ghé vô chỗ này mình ăn sáng mấy bạn. Ủa có ngô rồi có bạch rồi. À, cơm gì? À, cơm. Cơm Việt Nam. Cơm Thái gì vậy? Mình đây. Trời ơi nói gì vậy? Ồ, quá chị món luôn nè. Ôi cơm chua trước sau kìa. Hay muốn ăn nước? À, nước có nước. Nước bên kia rồi anh. Có đồ xào bên kia rồi. Đây là cơm nữa bạn. Ôi chở xe gà bên này hả? Đây là giống như mì xào giòn ha. Đây là mì xào giòn. Hủ tiếu. Này giống như quán địa phương các bạn. Thành ra là không có thấy tiếng Anh gì hết, giờ chữ tiếng Thái không à. Đây là ha, đó. Xào trực tiếp luôn. Còn bên này là nó sẽ có cơm như là cơm chua mấy bạn. Cơm chua thì ở đây nó có heo quay nè. Đây là cái gì gà nấu với nước cốt dừa. Đây là cao xôi đó hả? Cao son gì đó. More bamboo. What do you call it? It's a fennel. Fennel. Xá xíu nè ha. Có hai loại cơm luôn, cơm gạo, cơm màu đen với lại cơm màu trắng. Nó xanh. Vị đây mày ăn vị đó. Ấy gì vậy ta? À, canh khú qua luôn nè. Hay quá ha. Đồ hủ cá chiên this is a fish ball of pork here. Pork? It's a pork. Pork means and fish. Fish. Mm. What's it? It's a fish. Fish what? Mm. Do you want all fish and this? Yeah. Okay. And rib? You put pork rib? Huh? Pork ribs? Yes. Here's yeah, pork rib. Okay. And then. Okay. No, này đi. No. Mm. Okay. Ở đây sẽ có sườn heo nữa bạn, rồi huyết ha. Lòng. Ok. Đó. Cái này là gì chứ? What's this? Chili hả? No. A little bit. Sweet. Này không biết cái gì ta. Cái này là nấm tuyết ha. Cái này là chả cá nè mấy bạn. Đó, các loại nêm rồi ha. Này giống như cái hủ tiếu Nam Giang của mình quá. Ngon đó.
Ở trong cái nước súp này có gì ta? À, nó có sả nha các bạn. Có sả. Con ca trứng hò ha. Ngọt ngọt. Này là gì ta? Này giống như là cà ghi rà giống mà với cà pháo ha. Đó, đây món này. Cái này là dạng như ôi. Cái này giống như mà dạng mì xào giòn các bạn. Cái này thì người ta làm cái sốt ở đây ha, mì xào người ta để riêng à, để cho chị nào ăn là giòn ha. À, có cộng hủ tiếu hả? Chứ cái sốt này là ăn với cái mì xào giòn đúng không? Tại muốn ăn bún. À, đây là bún gạo. Đúng rồi. Đó, đây là bún gạo đó. Có tôm với lại cá. Với lại cái này là cá không? Không, cái này da heo à. Cá. Bún gạo nó dễ ăn hơn. Ờ, cá. Bây giờ trứng cút. Cúc. Tôm. Để mấy này qua đây cho mẹ ăn chứ. Ừ, để mấy cái món này nè. Đưa mấy cái này đi đi. Đó, đây là bữa sáng của gia đình mình nha các bạn. Ăn sáng xong thì tụi mình sẽ đi qua cái làng cổ rồi mấy bạn. Ừ, cái này nè. Có măng, bỏ đi, bỏ đi. Không có nước mắm hả? À, đây là nước mắm nè. Thấy là đang nước mắm cũng nhiều mà tao kỳ. Thế nào, mắm nè ăn không? Hơi bị lạ. Nó đói rồi, nó đói rồi. Giống như hủ tiếu. Chị phát hiện là cái hủ tiếu rất hay. Đây nè. Có mì nữa kìa, ăn không? Giống Việt Nam không Nguyên? Giống Việt Nam không? Giống Nam Giang không? Giống Nam Giang không? Không ăn nước. Ăn thử cái này không? Không biết. Rồi, rồi, rồi. Quyết. Quyết mẹ. Trứng. Ba ăn trứng rồi ba. Cũng được. À, cái chỗ mình ăn rồi mấy bạn. Đó, thì bên này nó sẽ có cái chỗ bán bán bánh cam đồ ăn. Bánh cam này mình mua là một túi này là 30 bạc. Đây, túi này là 30 bạc thôi các bạn. Em mua lạc một cái này không? 30 bạc thôi. Đây có gì? Tùng quyên rồi. Cái gì ra? Lắp cài ra và những cái ếch còn. À, những cái lắp cài. Quên em của ta nè. Có hả? Tiếng sáng xuống. Thôi, cũng nên sao? Dạ. Tám hò. Tám. Cháo luôn ha. Ừ, bạc cháo. Cá. Ăn này không? Bọc cá. Cá. Thường là giếp đã ăn không? Phốc. Phốc phiêu lì. Sao không? Cái gì vậy? Tao biết cái bên ngủ, tao biết cái cày. Ờ, cái này là nạc, cái này là mỡ nè. Heo hả? Này heo bắp phiêu lì hay là thịt ba gọi. Ok, đi xuống đây coi. Bánh ha. Con tre. Nè bánh nè. Ăn rồi, ăn rồi. Bún bạch tời. Nên bún bạch tời. Giống như bánh xe lộn á. Nên ăn nó lúc xúc. Ô lúc xúc.
bánh nè. À, na lòi nè, na lòi. Thử cái đây. Na lòi. Ngon nè. Anh mua cái thì thử ăn. Bao nhiêu cái này nha? Bao nhiêu? Hết này. Không hết. 20. 20 bạc. 20 bạc. 20 bạc một túi. Na lòi. Anh lấy, anh lấy. Cục cung cha. Cung cha. 25. Nè, có. Có cái gì vậy? Đi chicken. Chicken, chicken hả? Bên là gà, bên là pork belly, pork belly ngon hơn. Lấy cái hai cái ha. Một cái thôi, ăn thử coi. Sạch không? Chịu thấy chịu không luôn. Còn nè, còn nè. Nào muốn ăn này không thì cũng chả cá rồi. Ok, fish. Còn chả cá. Này giống như chả lộ vậy nè. Hai tối 50.000 có không? Hơn nhỏ gì á? Rồi anh ăn cơm quán ăn rồi ha ha. Yes yes. Wow. Một cái hai cái thôi thôi không ăn cơm. Ủa mày mua hai cái mà cái thịt, ăn thịt cũng ngon lắm, ăn thịt không? Sau khi ăn sáng xong thì bây giờ thì tụi mình sẽ đi qua cái làng cổ ha mấy bạn. Đây, đây là những cái vật phẩm mà mình đã thu thập được ở cái chỗ ăn sáng, gần cái chỗ ăn sáng nè. Quá trời quá đất, bánh cam rồi bánh rồi đủ thứ. Cái bánh này là cái bánh nổi tiếng của Thái Lan ha mấy bạn, dạng như bánh xếp vậy ha. Nào cái này ăn cái này marshmallow á. Ngon marshmallow quá. Ngon. Coconut yummy với coconut. Nó hơi ngọt. Nó ngon. Nó thơm mùi gì ta? Biết được không? Ông vừa cho một coconut đó nha. Ngon. Có mùi coconut đúng á. Đường buổi sáng này cũng không có kẹt xe đâu. Bánh cam của Thái Lan mấy bạn. Đây là nãy mình mua là 30 bạc 4 cái. Thử nha. Cam. Ngon. Ngon không? Nó không quá ngọt. Dài dài không? Đây. Có cái nhân lúc lắc ở trong. Nhân đậu xanh. Nhân hơi ngọt. Cái vỏ rất là ngon. Cái nhân này hơi ngọt không các bạn? Thì bỏ đây để uống. 8 người mà đông mà. Giỏi dài. Cái này không có cái đồ. Ngon quá. Chấm dài. Hello các bạn, bây giờ là mình đang ở cái phố cổ Macabon mấy bạn. Macabon là một trong những cái phố cổ của Chiang Mai ha. Nó gần giống như cái gần giống như Sapa của mình nha mấy bạn. Nó cũng đi lên mấy cái núi rồi nó cũng đường của nó cũng dốc lắm. Đây là mình gửi xe xong, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ xuống cái làng. Cũng đèo đèo dốc dốc giống như ở Sapa vậy, đi lên cái giống như mà cái bản Cát Cát đó mấy bạn. Giống vậy ha. Đó, các bạn thấy xe nó dốc không? Bạn có thể đi xe đó 20 bạc một người ha. Mình có đi lên một 20 bạc, đi xuống thì cũng 20 bạc ha. Đây là hoa loa kèn thấy gì nè. Cái này giống hoa trên Đà Lạt. Đó. Hoa loa kèn đó nè. Nó cứ dốc dốc xuống vậy ha.
này thì đi cũng hơi khó. Ừ, nhiều lắm. Ủa, cái đồ này xuống đẹp quá ha. Rút rồi. Con chó kìa Lạc. Nè, cái dốc xuống đây hả? Nó cái dốc thì rất là dốc luôn nha mấy bạn. Kẹt xe rồi mấy bạn. Hôm nay là cuối tuần đó, thành ra cũng chủ nhật ha. Nhưng là cũng hơi kẹt. Lạc vui không Lạc? Sao ai đục vô kìa? Lạc rất là trơn luôn và rất là dốc luôn các bạn. Xe nãy lên rất là khó ha. Từ từ. Đúng rồi, cứ đặt nó lắp đắp nè đó. À, hay hả? Hay thế. Hay quá. Wow. Hay quá vậy. Cái này giống như là pin sệt của mình ha mọi người. Đưa nó mặt. Đây thì là 35 bạc cầm thấy à? Do you have bag? Bag? Yeah. Thank you. Okay. Có con gà.
Nó có cái chừng nóng nè. Đây nó có dồi nướng các bạn. Dồi nướng nè ha. 40 bạc một lạng hả? Này thì 40 bạc một lạng nha các bạn. Rồi nè anh mua nè. Tìm thử đi, lấy mới mua. Qua đó. À khóc. Heo. Cái này là 20 bạc. 20 bạc các bạn. Nè thịt cây nè thịt. Đây ăn thử. Này là thịt heo các bạn. Vô open đi. Hả? Thích hả? Để bà ngoài trả tiền. Nè con cầm đi. Nè bỏ vô. Bỏ tiền vô. Ồ cái này là thịt heo với mì chả vậy hả? 20 xong. Thank you. Không biết, cô thử, ăn thử cho biết. Giống như nem chua của mình đó. Chua chua. Chờ đi, ăn cái nào. Được. Cái đó giống như là nem chua vậy các bạn. Hay đây là cảnh sát Thái Lan mấy bạn. Theo à. Nhiêu vậy? 10 bạc cây á. Phèo nướng mấy bạn. Đây á, cho nướng kim đây mà cho kim bạc. Này là da heo. Anh ăn này anh, da heo. À, để họ chụp cái không? How much? 50. Hey, try one. Try one. Free. Dạ heo chi mấy bạn. Có, mua. Ê, ba, quên. Mua cái này không? Cái này không? Cái chi giòn ra. Mua cái này. Cái da heo giòn mấy bạn. Này là 10 bạc là một cây nữa mấy bạn. 10 bạc ha, ngon. Spicy sauce outside. I got spicy sauce nữa ăn. Có cả. Take outside. Oh yeah, oh yeah. Cô này bán mà vui vẻ ghê nè. Sausage. Trứng hấp hả? Cái này cái gì? Trứng hấp lá chuối. Được rồi, đi con. Trứng nướng lá chuối nè. Mấy cái đấy. Này trứng nướng lá chuối ha. Rồi sausage với lại thịt nướng, thịt nướng đi. Beef, một cái, pork, đi. Pork kia hả? Kia một cái đi. Một cái đi. Pork and beef. Beef. Beef này mày. Một cái. How much is it? 12 bạc. 12 bạc rồi, chắc 15 quá hay 10 đó. How much? 10? Đây là 15 bạc. Cây này mấy bạn. Này là beef ha mấy bạn. Beef. Anh. Đây không? Ừ. Ừ, thơm. Ăn đi. Thở trong luôn. Bỏ vô cái bao đi. Quá. Ngọt quá. Lâu quá, ăn nóng. Ừ, mật ong nè mấy bạn, sắc mật ong. Này 120 bạc hả? 120 bạc. Cái gì con? Cái này hay nè. Muối này cho là ăn được à. Mua đi. À mày mua rồi đó. Là có thích ăn không? Vậy chắc đổ quá. Đổ quá. Rớt á. Trời ơi, nó đổ, nó thấy nó đổ gì. Thích gì lắm, thích thôi thì bì lắm. Mua thêm cái nữa nha. Mua đi. Mua cái to, cái to. Mua cái to đi. Cái to đi. Ông. Đó. Cái này là sáp ong á bạn, sáp ong tươi nha. Cái này là 120 bạc một cái hộp. Ăn luôn. Ăn luôn. Ăn da heo không? Vô.
này mới làm hả? Mới làm không á. Ngon lạc ha. Ngon lạc thích. Chạy đi lấy xe. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô đây mình mua cái này thử mấy bạn. Đi theo nhanh. Bây giờ mình sẽ mua cái này ha. Cái này nè mấy bạn, là cái tổ ong mà nó còn cái con ở trong luôn ha. Nó giống như nó già rồi mấy bạn. Đó. Nó hấp lên. Đây người ta hấp lên rồi mấy bạn. Nào. Ta hấp lên. Khoan. Nó đợi ta hấp bằng củi. Bên đây thì người ta bán gì? Bây giờ mình đợi cái này người ta hấp lên ha. Bên đây thì nó bán chuối nướng các bạn. Còn cái này là đậu ha, đậu giống như đậu Nhật ha. Đậu Nhật á. Nhà dân nè. Đây là đa số là nhà cổ, phố cổ phải các bạn. Như phải chín đó mấy bạn. Mọi người ăn miếng thôi chứ 50 bạc. Này không quen đâu. Đợi tí. Trời ơi Lạc, lấy cái muỗng kìa Lạc. Ông ngoại nữa kìa. Ngồi đó, ngồi đó. Vô ngoại thử. Khác còn đó. Tay mù noi lại. Tay mù noi. Bóc rồi. Bóc. Bíp hả? Bíp. Rồi đây em đây. Không gái, không gái đây. Em đi hô. How much is it? 12 bạc rồi, chắc 15 quá hay 10 đó. Đây là 15 bạc. Cây này mấy bạn. Thank you, Sushi. Đây là bíp ha mấy bạn. Bíp. Anh. Đây không? Ừ. Ừ, thơm. Giờ mình mua thơm ép ha mấy bạn, ở ngay cái chỗ này luôn. Đây chữ Thái không luôn, không biết gì luôn á. Mà chỗ này là mình thấy sạch sẽ, nhất là cái máy ép còn sạch luôn ha. Thơm cũng chưa cắt luôn, thơm tươi luôn. Nhiêu ta? Đây, một ly nước ép ở ngay cái phố cổ rồi. You have bag? Bag? Cảm ơn. Coi xoài Thái này nè các bạn, 89 bạc ha. Xoài nhìn cũng ngon á. Đó, cũng bự ha. Xoài nhìn to ghê không? Nhìn chất lượng ha. Nên nó bờ, bác. Cái túi. Có bán cơm luôn. Nếu mà một đoạn mình đi có ăn, nếu mà qua Lào có, chắc cũng có bán.
Xe quá trời đông ha. Không phải là cay, là cay. Cái này ăn tới đâu người ta gọt tới đó ha, nhìn nó ngon hơn. Hay là ta làm sẵn. Không xoài đâu có để lâu được. Không biết rồi, mình bữa mình đi đi Úc đó, nhớ không? Nó lạnh. Ừ. Nóng. Hôm nay có bán cơm đó nè mấy bạn. Để quay, để quay. Ở trong đây thì người ta cũng có bán cơm trưa đó nè mấy bạn. Thì cũng những cái món Thái hay là cá kho nước cốt dừa. Rồi cái này chắc mắm guốc hay gì nè. Đó, thịt xè, mẹ, thịt mẹ, thơm. Mẹ, mẹ ngoan như này đi. Đó. Ai khoai ngoan như này, nó bởi luôn. Ừ, mặt ồn lắm á. Gà kho ha, gà kho thì cay lắm á. Mẹ ha. Hát thịt. Này, thịt kho trứng. Thỉnh kìa. Thấy đó không? Đúng rồi, cái nè. Lên xe luôn nha mẹ. Đây để mấy bạn hộp xoài xoài 89 bạc ở ngay phố cổ ha. Nhiều quá trời luôn. Hai người cốt dừa. Là cá hết luôn. Ngon quá. Đây. Ngon quá. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Và các bạn đừng quên bỏ lỡ những video tiếp theo trong chuyến hành trình khám phá từ Thái Lan đến Lào của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.